Thưa quý vị, những ngày qua, Đà Nẵng vẫn phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực phong tỏa. Bên cạnh việc triển khai cách ly khoanh vùng, dập dịch, các địa phương đã nhanh chóng áp dụng biện pháp giãn dân trong các khu vực kiệt hẻm có xuất hiện ca nhiễm, nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Ngay khi phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại kiệt 86 Đông Đà, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã khẩn trương thực hiện việc phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm. Xuất phát từ đặc điểm kiệt hẻm nhỏ trong khu vực có ca nhiễm mới, nhà cửa san sát, nguy cơ lây nhiễm rất cao, địa phương đã thống nhất chuẩn bị mọi mặt cho việc thực hiện giãn dân vào đúng 4 giờ chiều ngày 25 tháng 9. Những cái hồ này là mình đã được phát đồ bảo hộ và cũng hướng dẫn về cách phòng dịch, cũng như là đem những cái vật dụng cá nhân của mình thật cần thiết, gọn nhẹ để đi lên khu giãn dân, để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Công tác chuẩn bị cho việc giãn dân được lực lượng công an và y tế phường phối hợp triển khai thực hiện từ rất sớm. Vốn ở trọ bên cạnh nhà của F0, chị Hằng, một giáo viên mầm non, cảm thấy lo lắng cho những ngày tiếp theo của mình. Thế nhưng, khi được tuyên truyền về biện pháp giãn dân ra khỏi kiệt hẻm chật chội để đảm bảo an toàn, chị Hằng và bạn cùng phòng đã hưởng ứng ngay. Buổi sáng mà mới nghe tin thế thì em cũng thấy hơi hoang mang. Nhưng mà sau khi được mọi người xuống tuyên truyền cho thì em thấy là cũng không có lo lắng gì lắm. Bây giờ được đưa đến khu cách ly là các trường học với đồ nó môi trường cũng rộng rãi. Thì em cũng thấy khá là yên tâm. Phường Thuận Phước hiện có 3 khu vực đang thực hiện việc phong tỏa cứng. Phần lớn ở đây, người dân sinh sống đông đúc trong các kiệt hẻm nhỏ, nên lực lượng công an và y tế phường đã tổ chức tuyên truyền chốt chặn và nắm tình hình cụ thể. Đến nay, 50 hộ dân, 129 nhân khẩu đã đồng ý đến nơi giãn dân an toàn. Công an phường sẽ tăng cường công tác tuần tra 24/24 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất trong vấn đề tài sản, mọi tài sản của bà con nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên cảnh sát khu vực xuống nắm tình hình cũng như là phối hợp với các ban điều hành tổ dân phố để nắm lại tư tưởng và cũng như là tình hình tại khu vực cách ly. Từ đó là ban chỉ huy công an phường sẽ có hướng chỉ đạo kịp thời, chính xác nhất. Quyết đoán và khẩn trương trong mọi biện pháp, phường Thuận Phước, quận Hải Châu cũng như các địa phương khác vẫn đang nỗ lực để khoanh vùng dập dịch, chặn đứng sự lây lan của các ca nhiễm trong cộng đồng. Chính sự ý thức và đồng thuận của mỗi người dân sẽ giúp địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.